Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 57 ngải Giang đủ biết tâm tình của mọi người không tốt, khi bị nhốt ở trong một nơi như thế này, bọn họ đều là muốn tách đội. Hắn cũng không có ngăn cản, chỉ quay sang nói với Nam Giác một câu, bởi vì với hắn, cô ấy tương đối tin cậy. Nam Giác, cô và Giang Dục đi theo bọn họ đi, giữ tín hiệu liên lạc luôn được kết nối. Vậy là một đội năm người, đi theo mặc phàm tiến vào bên trong thẩm điện phong bạo, lúc này sức gió đã có thể thổi bay cả một sinh vật cấp chiến tướng. Sấm sét càng ngày càng mạnh, thỉnh thoảng lại bổ xuống trước mặt mọi người, thấy mà dùng mình. Tôi nói này, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi về phía trước sao? Giang Dục yếu ớt hỏi một câu. Đi thôi, còn tốt hơn là ở đó mắng chửi lẫn nhau, tương thiểu như nói. Nói đội quốc phủ là đội tuyển chính quy quả thật không sai, nhưng ở đội này vẫn chưa có tính đoàn kết, nếu không phải đội trưởng ngày Giang Đồ có thực lực nghiền ép, cùng đầy đủ uy vọng, các đội viên đã sớm đánh loạn lên, chưa đến Venice liền tan rã. Cũng phải, nhưng phía trước sấm sét dày đặc quá, Giang Dục nói. Càng đi vào bên trong, Sấm sét càng dày đặc, những tia sét màu vàng chói liên tục lập lòe đáng ngang dọc, xé rách những cơn cuồng phong hỗn độn. Nhìn vào những tia sét này, Mạc Phàm xoay đầu hỏi Nam Giác. "Nam Giác, cô có cảm thấy những tia sét màu vàng này có chút quen mắt không?" Nam Giác nghe thấy Mạc Phàm nói câu này, cô ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Là cấm chế." Nam Giác hô một tiếng. Phần lớn những tia sét ở nơi này đều là màu vàng, mà hình thức nó đánh xuống khiến mọi người cũng thấy quen quen, nó giống như lôi điện cấm chế của đông thủ các trong Đông Hải Thành. Nhật Bản. Ý của cô là, sấm xét này là cấm chế do con người tạo ra, tương thiểu như kinh ngạc hỏi. Lẽ nào mọi người không tò mò, ở bên trong cấm chế có thể là thứ gì sao? Mạc Phàm quay đầu lại, mỉm cười nhìn mọi người. Bên trong phong bạo xuất hiện một tầng cấm chế, cái này đại biểu cho đã có người muốn khóa nơi này lại, cất giấu bí mật trong một khu vực phong bạo chết người. Ngưng Hoa Tà Châu đã nói với Mạc Phàm nơi này có nguồn năng lượng cực lớn, bây giờ lại phát hiện cấm chế ở nơi đây, đúng là ý trời đó mà đây là một loại cấm chế của pháp thuật lôi hệ cổ xưa đi chúng ta tiếp tục đi về phía trước so với mặc phàm bộ dáng của nam giác có vẻ còn nôn nóng hơn vậy mà tự mình đi trước dẫn đầu muốn đi thì phải theo sát tôi nếu bị gió cuốn đi không có ai đi nhặt cái mạng nhỏ của các cậu về đâu triệu mãn duyên nói triệu mãn duyên là pháp sư thuần phòng ngự trong đội ngũ chiêu thức của hắn có thể nói là một chiếc mai rùa cường lực bảo bọc mọi người tiến lên đừng có ra khỏi phạm vi phòng ngự của tôi Sức gió bây giờ tương đương ma pháp trung giai đấy, Triệu Mãn Duyên lên tiếng nhắc nhở mọi người. Chỉ là ma pháp trung giai thôi mà, Mạc Phàm tỏ vẻ cao ngạo, khinh thường nói một câu. Cậu có thể đi ra đó, để trải nghiệm cảm giác bị ma pháp trung giai tấn công liên tục mỗi giây mỗi phút, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm ngẫm lại thì cũng đúng, ví dụ như liệt quyền cửu giao của mình được tung ra vô hạn, mỗi giây mỗi phút đều tác động vào đối phương, như vậy thì làm sao mà đỡ được. Nói ra thì, hình như cậu cũng mạnh hơn rất nhiều, Mạc Phàm nói hắc 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 triệu mãn duyên dường như đã chờ câu nói này của mạc phàm rất lâu, được một đồng đội kề vai sát cánh khen ngợi, lập tức toét ra nụ cười. cũng đâu chỉ có một mình cậu tiến bộ, triệu mãn duyên nói. thế là dưới sự hộ tống của pháp sư mai rùa, mọi người đã đến được khu vực răng đầy cấm chế. thời điểm từ bên ngoài nhìn vào, màu sắc của sấm sét cũng bị che giấu, khiến cho người ta có một loại cảm giác hủy diệt. mãi cho đến bước chân đến tận nơi này, mới có thể phát hiện đây ngược lại là một là một màn cấm chế có thể giải được không mạc phàm chăm chú hỏi cấm chế chính là một bức tường có tính công kích được tạo thành từ năng lượng và ma năng cần phải có sức mạnh hơn bản thân nó mấy lần thì mới có thể đem nó phá hủy nhưng cấm chế cũng có cửa và chìa khóa nếu tìm được cửa và chìa khóa cấm chế cũng sẽ không đáng sợ như chúng ta tưởng tượng có thể những văn tự mà tôi tìm thấy ở di tích cổ cho tôi chút gợi ý nhưng tôi cần một chút thời gian nam giác nói vậy cô nhanh lên tôi sợ lão triệu sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa Mạc Phàm nói. Nam Giác đã bắt đầu giải cấm chế, tương thiểu như cùng Giang Dục cũng lộ vẻ vui mừng kích động, xem ra bên trong lớp cấm chế này, chính là bảo tàng của di tích thành cổ. Khi nào tôi không chống đỡ nổi nữa tôi sẽ nói, cố gắng nhanh một chút, phong bạo ở nơi này quả thật rất mạnh, Triệu Mãn Duyên nói. Tất cả mọi người ở một bên nhìn xem, cũng không dám nói lời nào, lặng lặng chờ đợi Nam Giác phá giải tầng cấm chế chớp giật này. Thủy ngự, nham trướng, quang lạc mạn trượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt triệu mãn duyên đã xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm có vẻ như việc trèo trống này khá là phí sức nam giác xong chưa triệu mãn duyên rốt cục cũng nhịn không được đặt câu hỏi hơi khó một chút nếu cậu không trụ được nữa chúng ta có thể quay về ơ ờ, sao sắc mặt của cậu khó coi vậy nam giác nói ma năng của tôi sắp bị rút khô hết rồi còn có thể không khó coi sao triệu mãn duyên tức giận nói ngay từ đầu tất cả mọi người không hề cảm thấy câu nói này của lão triệu có vấn đề gì nhưng đến khi nam giác hỏi người hỏi ngược lại một câu, cả tiểu đội này thoáng chốc giống như bị xét đánh giữa trời quang. Cậu không giữ lại ma năng để quay trở về sao? Rồi xong. Tới công chuyện luôn, quà này thì các cụ đi trần lạnh toát nhé. Trong cái tiểu đội này, Triệu Mãn Duyên là pháp sư phòng ngự duy nhất, năng lực phòng ngự của những người khác cũng có. Nhưng dưới dạng cuồng phong này, đoán chừng chỉ mấy giây là hết xí quách. Vậy mà con hàng này không lưu ý đến ma năng, đây chính là, lát nữa toàn quân bị diệt trên đường trở về. Triệu Mãn Duyên sao cậu không lên trời luôn đi, tương thiểu như là người đầu tiên hét lên. Ôi lạy chúa tôi, là chính các người nói, khi nào không chống đỡ nổi nữa thì nói với các người một câu. Tôi tưởng cấm chế này nhất định sẽ giải được, triệu mãn duyên cũng như người mới bước ra từ trong mộng. Mạc Phàm cũng khóc không thành tiếng, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, trí thông minh của triệu mãn duyên lại cảm động trời đất đến thế. Phải, phải làm sao bây giờ đây? Giang Dục đã khẩn trương đến mức nói chuyện cả năm. Còn có thể làm sao? Nam giác, giải cấm chế, nhanh chóng giải cấm chế nếu quay lại chỉ có một con đường chết mạc phàm kêu lên nam giác đã là một thân mồ hôi lạnh lúc nãy còn có thể bình tĩnh mạch lạc tìm hiểu rõ cấm chế nhưng bây giờ đã đối mặt với áp lực sinh tử độ khó còn tăng lên rất nhiều nhưng cô ấy hiểu cô ấy nhất định phải giải được nếu không cả tiểu đội sẽ ngỏm hết ở đây mọi người đừng giấu nữa có át chủ bài thì cứ lôi ra dùng hết đi tranh thủ chút thời gian cho nam giác mạc phàm vội vàng nói với mọi người tôi tôi còn có thể chống đỡ một hồi nhưng phía sau phải trông cậy vào mọi người đấy triệu mãn duyên vẻ mặt áp lực nói tôi có một cái tam giác thủy kính có thể chuyển hóa ma năng của tất cả các hệ thành năng lượng của nó chỉ là hiệu suất chuyển hóa tương đối thấp ma năng sẽ hao tổn nhiều hơn một chút mọi người đem ma năng không thuộc hệ phòng ngự truyền vào đây hẳn là có thể chống đỡ được một phút đồng hồ giang dục nói một phút mạc phàm kinh ngạc thốt lên hắn nhiều hệ cấp bậc lại cao lấy số lượng lớn ma năng của hắn đổ vào món đồ chơi này vậy mà chỉ chống đỡ được một phút đồng hồ mặc dù là vậy thế nhưng hắn ta có thể làm được gì bây giờ chỉ là khi mạc phàm chuẩn bị đưa ma năng vào tam giác thủy kính đột nhiên tương thiểu như nắm lấy cánh tay hắn ngăn lại cô ấy nói đừng cậu cứ giữ lại ma năng của mình nếu nam giác giải được cấm chế bên trong đó không biết còn thứ gì đang đợi chúng ta ừm cậu nói rất có lý y quy của cậu cao hơn triệu mãn duyên đấy mạc phàm nhẹ gật đầu triệu mãn duyên ngó lên trời trời cao có thấu hắn thật sự cho rằng nam giác sẽ mở được cấm chế, cho nên hắn đã dốc hết vốn liếng để trèo chống đến lúc đó. Mọi người chống đỡ một lúc, sau khi tôi hồi phục được một chút ma năng thì lại đổi ca, triệu mãn duyên nói. Triệu mãn duyên vội vàng lùi xuống, ma khí ở trên thân cũng mở ra, để cho tốc độ hồi phục ma năng của hắn nhanh hơn một chút, nói chung thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mồ hôi rơi như mưa, ma năng ở trong thân thể mọi người cũng càng ngày càng ít, cảm giác nguy hiểm cũng đang dần dần lớn hơn rất nhiều, chỉ là bọn họ cũng không dám nói chuyện, không dám quấy giày Nam giác phá bỏ cấm chế. Chẳng bao lâu sau, Nam giác đột nhiên mở to trong mắt, quay sang nói với mọi người: tất cả đi nhanh, mau đi theo sau tôi. Nam giác cũng ý thức được thời gian cấp bách, cũng mặc kệ là cấm chế đã được phá bỏ hoàn toàn hay chưa, vội vàng đưa ra hiệu lệnh tiến vào bên trong. đám người lập tức đuổi theo Nam giác, mỗi bước đều vô cùng sát bên cô. xung quanh đều là những tia chớp màu vàng, hết dẹt qua bên cạnh thì lại là đánh trượt qua đầu khiến cho trái tim của ai nấy cũng đập phành phạch như lần tỏ tình đầu tiên. Uy lực của những tia sét này còn đáng sợ hơn cả cuồng phong, không đến mấy giây đồng hồ, liền có thể đem con người ta trở về với cát bụi. Đùng một tiếng, một đạo sấm sét màu vàng gắt gỏng đánh ở ngay trước mặt nam giác, khiến cho tốc độ di chuyển của cô ấy thoáng ngưng lại. Phía trước hình như không đi được, Mạc Phàm nói, "Hiện tại mọi người đã ở trong khu vực của lôi điện màu vàng, nhìn sấm sét bay tán loạn xung quanh, trong đầu cũng là một mảnh trống rỗng." hoàn toàn đi theo nam giác như một loại bản năng. Hẳn là đi về hướng này, nam giác chuyển sang một phương hướng khác, bắt đầu nghiêng mình bước đi. Hẳn là, cả bốn người đều giật nảy mình, đồng thanh nhắc lại hai từ đó. Đây là cảm thấy bọn họ chưa đủ thảm hay sao, thời khắc nào rồi mà có thể ăn nói tỉnh bơ như vậy. Tôi không thể giải khai hoàn toàn, nhưng so với việc chờ chết ở bên ngoài, chi bằng chúng ta xông vào thử, đi được đến đâu hay đến đó, đúng không? Nam giác cực kỳ nghiêm túc nói. Tuy nói vậy, Giang Dục vừa định mở miệng, lập tức có một đạo lôi điện vàng óng đánh ngay ở bên chân, dọa cho hắn suýt chút nữa thì lăn quay ra ngất lịm. Sắc mặt của Mạc Phàm thì khỏi phải nói, đen còn hơn cả đáy nồi, không hiểu hắn gần đây đã tạo nên nghiệp gì, sao suốt ngày toàn gặp phải những chuyện gì đâu. Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi đặt Lê View. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia